cho anh em anh em xem video vui vẻ nhé hôm nay với số vốn 100 k mình sẽ vào chơi cũng như kiếm tiền trên con game kawin này nhé mình thấy con game kawin này đổi thường nạp thường quá là uy tín anh em ơi Đấy, thấy ưu đãi cũng khủng nữa anh em thế tuần nào cũng có ưu đãi cũng có sự kiện các anh em ơi Đấy, sự kiện là chiếu hấp dẫn win kawin sẽ mang đến bất ngờ gì cho bạn vào thứ bảy tới nhá. Sự kiện siêu hấp dẫn sẽ ra mắt vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 3 anh em ạ. hãy khủng chưa? Anh em hãy cùng uh, chờ đón xem uh, sự kiện uh, siêu hấp dẫn gì nhé. Mình thấy Winner uh, cũng toàn là sự kiện khủng không anh em. Đấy, hôm nay mình sẽ vào uh, đâu siêu xé nhé. Hôm nay với số vốn 100k mình uh, sẽ vào siêu xe để xem uh, vận may hôm nay có may mắn hay không. Đấy, quật uh, cửa dưới nhé. Và chơi xe này thì mình chỉ thích chơi cười rưỡi thôi Chơi một hai cười cửa... mấy con lãi nhập Không nên chơi nhiều quá nha Đấy, đớp nhẹ nhàng 100k kia Quá ngon nha Anh em nào mà chưa tại game thì link tải với link nhận cốt miễn phí Mình ghi mở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nha Anh em tại game xong rồi liên kết số điện thoại sẽ nhận ngay được 6k8 Xong anh em nhấn vào cái link nhận cốt để nhận cốt miễn phí nha Vẫn hai cười rưỡi nhập mình thích cưỡi dưới thôi Ở trên ít khi mình chơi lắm rồi mày thế nhỉ được thêm 200 nữa kìa quá nhẹ nhàng quá ngọt ngào luôn đấy mới có thái tay lên một củ quá nhẹ nhàng anh em siêu xe này dễ kiếm tiền anh em vào đây mà non ngày năm ta một củ là quá bình thường vẫn hãy cửa dưới nha quả này chắc là nó sẽ về mắt đà đây nhỉ được vẫn đớp nhá. ngon thế nhỉ Năm trăm nước kìa đã thật hai cụ rưỡi ngon thế nhỉ vào đây Cà quy này càng ngày kiếm tiền càng dễ luôn này à. Đấy, anh em ơi anh em thấy chưa Lại vẫn hai cưới rưỡi nha hy vọng là Sẽ thế anh em ạ ăn đủ đưa đúc kìa ngọt thế nhỉ lại ba trăm nữa nha vào siêu xe này dễ kiếm tiền này nhờ. anh nha, anh nhân năm thế này dễ kiếm tiền vào đây mà non ngày năm ta một củ là mình thấy quá dễ luôn thật Mới lên 3 phút đớp uh, gần 4 củ kìa Quá ngọt thật nhá Vấn hại cửa dưới tiếp anh em ạ Đấy đủ cay thế nha Mẹ nó rời Bại hơn một củ đen thế vãi đấy. đấy Chắc vấn hại cửa dưới thôi Vấn hại cửa dưới thôi anh em ạ mình hy vọng là sẽ đớp nha. Hãy chạy đường nào. Một củ hai luôn kìa. Quá ngọt ngào. Kiếm tiền không hề khó luôn. Gần sáu củ nhé Quá ok luôn. Hãy anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúc anh em may mắn thắng lớn nha. Anh em nào mà chưa tại A game thì link tải với link nhận cốt miễn phí. Mình ghi mở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nhá. Đớp không? Rồi, dừng còn ba nước kia Nó lại lên siêu xe rồi mới cay nó lên x10 ra anh ạ quá đen à, chắc mình à, quất tay này nữa là mình chuồn anh ạ Hãy không nên à, chơi lâu quá à, chơi à, quả này nữa nha nhẹ nhàng một củ thôi để lấy lại cái vốn với anh ạ rồi không phải nói nhiều nắm củ nhá x5 kia quá nhẹ nhàng quá ngọt ngào thật chắc em mình nhìn anh em ơi và vốn 100k bây giờ chốt lái uh, bạn cù dưới gần 8 cù là quá ngon rồi chào anh em